Hello anh em, thì hôm nay em sẽ mang tới cho anh em một cái trải nghiệm mới về một cái chiếc đài chuyên dụng của cánh phóng viên Đài 5 đến từ Nhật Bản với thương hiệu là National, có cái mã là RQ428 ha. Con này thì nó còn rất là đẹp nha. Em nói sơ chút xíu thì kích thước con này thì cái chiều ngang á, thì nó rơi vào tầm khoảng gần 30 cm, và cái chiều chiều sâu của nó là 20 cm, và chiều cao thì rơi tầm khoảng cỡ gần 10 cm đó. Và một cái đặc điểm khá là thú vị là cái con này nó thiết kế cái tay sắt là bằng kim loại đúc nguyên khối nha, nguyên khối à. Thì em nghĩ là nó là có thể là inox nha, rất là đẹp. Đó, nó nặng lắm và nó rất là bóng luôn. Mặt trên này thì nó có dán một cái lớp vân vân gỗ đó. Thì con này nó sang trọng cực kỳ luôn, tại vì mặt trên của nó là nhựa giả gỗ nha. Nó thiết kế nhựa giả vân gỗ nè, mình nhìn giống như gỗ thiệt luôn, nhưng mà chỉ có tiếp xúc và sờ trực tiếp thì mới biết là nhựa. Cái logo cũng rất là tinh tế, logo này là bằng nhôm. Và cái mặt mica còn rất là đẹp và trong. Thì ở giữa đây á, là nó có một cái rãnh và nó sẽ sơn trắng lên tạo thành một cái đường viền. Mặt trước thì các bàn phím là những cái này là những nó ốp những cái miếng nhôm lên nha, còn rất là mới. Nút này thì cũng nhôm luôn. Và ba cái nút chức năng này, volume nè, cái này là tông, và cái này là ba lăng. Thì khi mình sử dụng thì mình đã cho hai chế độ, một là mình để chế độ bên này, hai là mình chuyển qua hết bên này thì nó sẽ không phát ra cái loa ha. Nó rất là hay đó. Con này có thể sử dụng pin hoặc là điện AC 100V và nguồn DC 9V. Khi bên em bán ra thì bên em sẽ cung cấp một sợi dây nguồn nha, để anh em về sử dụng điện 100V đó. Rồi em sẽ test sơ cái chức năng chơi cassette của con này chút xíu ha. Thì em đã bỏ sẵn cuốn băng vào đây rồi, thì bây giờ mình lay thôi, tại vì em cầm một tay cho nên là mình phải phải một cây cầm điện thoại nên phải giữ cái mặt này. Em cũng chẳng cao sang, tay chân cùng chất âm của nhau nó rất là tốt nha, tại vì nó là đời cổ. Mạch của nó thì xuất âm biến thế, thì anh em có thể tìm hiểu thêm những dòng xuất âm biến thế thì chất âm của nó rất là mật. Tay sách này rất là bóng. Cặp áo theo Thì con này có thể mình hoa để nằm hoặc là để đứng ha, để khỏi đứng là cũng được. Đó, bên trên ha. tôi với có một cái nút ha, stop nè, nút bo đó, mình nhấn nhấn vào thì nó sẽ stop, nghe thì nó sẽ tắt. Rồi khi mình để chế độ này stay play nè, thì mình sẽ điều chỉnh được cái nút này. Đấy, khi mình gạt qua bên này thì nó sẽ không phát ra loa. Mình gạt bên này nó sẽ phát ra loa, hoặc là để ở giữa. Rồi stop ha.
Thì cái con này nó thiết kế một cái chức năng này em sẽ giới thiệu cho anh em luôn, là khi mình tua tới á, thì mình phải giữ nha. Đó, tại vì cánh phóng viên thì họ thiết kế như thế này để cho họ linh hoạt và chủ động hơn đó. Tại vì muốn quay thì họ chỉ bấm này thẻ thôi, chứ không cần phải nó giữ lại rồi mình phải bấm thêm một nút stop nữa đó. Và cái nút tua lùi thì không cần, tua lùi thì mình bấm thì nó sẽ tự nó giữ. Đây là thiết kế của nó như vậy nha, chứ không phải là cơ bị lỗi nha, em báo rõ cho anh em luôn. Rồi, nó chỉ có những cái phần cơ bản em muốn giới thiệu tới cho anh em biết thôi. Đây nè. Rồi bây giờ mình có thể để đứng nè. Em cũng Tại vì chẳng đặt tay cao cầm điện thoại cho nên nó sang, cũng hơi vướng nha, nên thông cảm. Đấy, mình đã tay đứng. trắng cùng nhau Để đứng là rất là đẹp nha. hai đứa dệt mộng Đây, em đang kết nối điện AC 100V. À, cái mặt trên này nó ngày có buông một cái giả gỗ, châu nó báu ép vào đây. Đó, nó ép vào cái quai sắt kim loại mơ ước một đôi áo thêu để nhờ duyên đầu chi tiết về cái con này rồi. Thì anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ em qua cái số điện thoại em để trong bài, hoặc là mình có thể kết bạn Zalo để em gửi thêm full ảnh chi tiết về máy và ruột gan bên trong cho anh em có thể tham khảo. Hả? Anh em yêu mến thì có thể đăng ký kênh để ủng hộ. Rồi em xin chào anh em và tạm biệt.